Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị và các thân yêu gần xa. Giờ này là gần 1 giờ chiều rồi anh chị ạ. Em An đang có mặt tại cơ sở 1 đấy chị nhá. Và anh chị có thể thấy là thời tiết ngoài trời tại Di An hiện tại cũng rất là nắng anh chị nhá. Đấy, bên kia thì có một vị khách hàng hiện em An xuống của xe đang đi chiếc xe tải đang ở bên cơ sở 3. Giờ này thì anh chị sẽ qua. Đấy, cửa hàng em An thì tọa lạc tại số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân Di An Bình Dương nha anh chị nhá. Đấy, rất nhiều xe đẹp đang có mặt ở cơ sở 1. Và ngày hôm nay thì em An sẽ cập nhật cho chị những mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương nhà em An. Và chắc chắn rồi, mỗi sản phẩm bán ra em An đều cam kết tuyệt đối bằng chất lượng, bằng văn bản anh chị nhá. Bao check tiếp cho chị luôn. Chiếc xe đầu tiên em An giới thiệu là một chiếc EcoSport bản Titanium 2017, 48.000 km, và em này đang có mức chào là 415 triệu. Giá thì em An chưa bớt nhá. Giá thì anh chị cứ lên xem xe ưng thích sẽ có giá thương lượng tốt nhất cho chị luôn. 4 lốp dày, có sơn mâm đen sẵn cho chị rồi. EcoSport bản Titanium với cửa tiền nhô 400, và thương lượng thêm thì có thể là rất là hợp lý cho chị, rất là hợp lý cho chị. 27 chị ạ. Bản Tita thì sẽ có cửa sổ trời và có ghế da nguyên bản cũng như là khóa đầy đủ thông minh. Một mẫu xe động cơ 1.5, chạy cũng rất là đầm chắc anh chị nhá. Xe cũng lên gác mùi rồi. 2017, 415 triệu bản Titanium. Được chưa ạ? Cho mẫu này Ford EcoSport bản Titanium. Velos này em ăn về mà em ăn nhận cọc luôn rồi nhá. Velos Cross này hiếm hàng lắm, về cái là bán liền. Em này top 22 thì thú thực với chị là nhiều anh chị mà mua hụt vài chiếc lần trước ấy thì cũng có dặn em ăn, nên là về cái là bên em ăn đang gửi hình cho anh ấy là anh cọc luôn cho em ăn 20 rồi. Cái vỏ kia nó bị lủng vỏ thì anh em vá, chắc là vừa chạy về dính đinh rồi. Velos Cross rất là đẹp đúng không ạ? Biệt Sài Gòn luôn, rất tiếc lại bán về tỉnh. Rất tiếc bán về tỉnh rồi. Mời anh chị vào bên trong đây. Asen đặc biệt 2000 cây em An cũng mới nhận cọc về Nha Trang nha chị nhá. Đấy. Giờ này thì có anh chị đi xe tải lên cơ sở 3 và đi bộ qua đây xem chiếc Vios số sàn 2016 của em An. Rất nhiều xe. Đây. Tha hồ cho anh chị lựa chọn nha. Như em An vẫn tâm sự với anh chị rằng tại thời điểm này thì thị trường xe cũng chậm, thành ra là anh chị mình có ưng thích mẫu nào thì cứ lên xem xe trực tiếp, em An cũng sẽ có giá tốt nhất, yêu thương nhất cho anh chị. Đấy. Và có hỗ trợ trả góp cho anh chị luôn. Hạng A thì em An còn vài chiếc toàn xe đẹp thôi. Vadiu, i10, Honda, Toyota, rất là trùng hợp được 4 mẫu luôn. Đây, chiếc này em An mới về đi có 6.000 cây này. Toyota Wigo màu đỏ cam 2019, 6.000 cây số, 6.000 km, anh chị thấy khủng khiếp không? Một chiếc xe 2019 đi đúng 6.000 cây và em An cam kết số km là chuẩn nha. 6.000 cây số, sổ nhập nguyên chiếc, đoạn thứ 37-29 này. Đó. Anh chị làm mình cần hình ảnh hay là video chi tiết cũng như là giấy tờ thì cứ inbox vào số hotline của bên em An sẽ gửi thông tin cụ thể cho chị. Những cái tem nhập vẫn còn nguyên này. Mức tiêu nhiên liệu thì khỏi bàn rồi. Em này là 1.2 tự động. Nguyên bản là lỉ nhưng mà chủ cũ họ đã lên sẵn cái da cho chị rồi. Đây, những cái ni lông xe mới lắm, vẫn còn cái mùi xe mới chị ạ. Đấy, anh chị thấy là một chiếc xe 2019 4 năm sử dụng nhưng mà chủ xe họ đi có 6.000 cây thì cái giá trị mà chị nhận được đó chính là chất lượng của chiếc xe. Đây là chúng ta khi mà mua một chiếc xe cũ, thay vì chúng ta quan tâm về đời thì chúng ta nên quan tâm về chất lượng chiếc xe trước, xong rồi đến đời và giá cả. Đây, những cái ni lông vẫn còn nguyên hết anh chị này. Đây chị thấy không ạ? Đấy. Nó hơi tối một chút nhá, nhưng mà chiếc xe này thì em An cam kết là số km này là chuẩn và sai thì em An hoàn tiền 100%. 6.316 km. Mẫu này thì chắc chắn là giá nó sẽ hơi cứng một chút nhưng em An thấy nó rất là xứng đáng với số tiền để chị bỏ ra. Và thực sự ra dòng Wigo này nếu mà chúng ta đặt bàn cân lên so với i10 thì giá rất là êm nha chị nhá. Rất là êm luôn. Là 330 triệu đồng. Là chị có một chiếc tự động 2019 mới đi đúng đồng hồ 6.000 km. Chuyết rô đai chị ạ. Một chiếc xe chạy 4 năm. Đăng kiểm và phí đường bộ thì chủ xe cũng mới đăng kiểm lại. Còn đến tháng 4 2024 nha chị nhá. Tháng 4 2024. Vios này thì anh chị đang coi. Vios còn một chiếc xe này thì anh em đang sửa cái gương này. Dòng này thì thường thường là mấy cái gương theo thời gian nó hay bị cái nhông á. Anh em đang tháo sửa gương. Kia Forte số sàn 2013. Option cũng rất là miên man anh chị ạ. Cửa sổ trời này, gương chống chói, điều hòa auto. Kia Forte đó. Và chiếc xe này đã được phay mâm này, phay mâm cho chị rồi. Với tầm tiền 200 mấy thì chị lấy em này đi cũng rất là hợp lý với thị trường hiện tại khó khăn như này đúng không ạ? Đấy. Số tiền chúng ta eo hẹp thì kiếm một chiếc xe còn chất còn đẹp như này
tầm 288 triệu là em ăn còn chưa bớt nhá. Đây, chị lên xem xe để em ăn bớt thêm. Ghế da nguyên bản này, cửa sổ trời, gương chống chói đầy đủ hết. Đó, điều hòa auto. Mới đi 69 ngàn mà em ăn thấy rất là đúng chất nhá. Đây, những chi tiết cục cần số hay là vô lăng còn cực kỳ đẹp. Đó. Trong này nó hơi tối một chút, hơi tối chút. Có em ăn có quay rồi á. Forte chị ạ. Và xe này thì em ăn mới đi kiểm tra lại phuộc gầm bệ hết rồi. Kiểm tra thay thế và bảo dưỡng hết 6 triệu như chị ạ. Xe này là anh chị về chị chỉ phải chạy thôi. Tại vì những chiếc xe đời này thì bắt buộc mình phải kiểm tra thật là kỹ để làm sao mà khi mà anh chị lấy chiếc xe anh chị đi những cái đời này nó yên tâm. Đấy. Chất xe thì đẹp, hạng C rộng rãi, option min man 200 mấy đúng không ạ? Tiếp tục ở đây thì em ăn đang có một chiếc Sorento. Sorento 2015 bản full xăng anh chị ạ. Bản này có cửa sổ trời toàn cảnh, dừa đèn, cảm biến trước sau. Và lại là một chiếc xe đặc biệt và đặc biệt bởi sao, lát nữa anh chị cùng nhìn km nhá. Đấy, và em ăn cam kết tuyệt đối luôn. Đấy, xe thì chắc chắn là anh chị hiểu là một chiếc xe không biết nói dối rồi. Xe đẹp liền nạc. Đây, đết vỏ đấy ạ. Tuần thứ 32 2016 chị ạ. Tuần thứ 32 2014 xin lỗi chị, 2014. Em này là cuối sản xuất đầu 15 nên là đết vỏ là cuối 14. Và đây là độ dày của vỏ này. Đây, chị đoán là xe này sẽ chạy bao nhiêu ngàn rồi. Sorento. Và anh chị nhìn những cái đầu ốc này. Đó, chỉ những cái chi tiết này thôi là chúng ta đủ có thể hình dung ra chiếc xe này đang chạy bao nhiêu ngàn km anh chị nhá. Nên em sẽ cho chị tham quan phần số km trên phần đồng hồ để chị bất ngờ luôn. Kia Sorento 7 chỗ ngồi máy xăng với tầm tiền thực sự là có hợp lý hay không so với chất lượng của chiếc xe này. Loanh quanh chưa đến 600 triệu, trên 500 triệu là chị sở hữu mỗi rồi. Một chiếc xe bản full xăng anh chị em, 2015. Đẹp lắm chị. Đây, các tay cửa đều là mạ chrome. Các phần gác mui về mưa phim với nhiệt có đổi mâm phanh nguyên bản. Và dàn lốp này là dàn lốp theo xe Goodyear hết. Và độ dày đây cực kỳ là dày đúng không ạ. Mâm là R18 chị ạ. Và chị thấy những cái bộ mâm không? Mới tinh luôn đúng không ạ. Kia Sorento 7 chỗ ngồi máy xăng rộng rãi đúng không ạ. Anh chị đi những chiếc này đi gia đình là rất là hợp lý rồi. Gầm cao rộng rãi, cụm đèn hậu full nét này. Cụm đèn hậu full nét luôn. 2015. Đây. Và cho chị tham quan phần km của em xe này để chị thấy bất ngờ nhá. Và đây nội thất thôi, chúng ta nhìn này. Nội thất ghế da nguyên bản đây. Ghế điện đấy. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh chị nhá. Option cũng rất là đầy đủ rồi. Đây vô lăng đây. Hơi tối một chút này chị thông cảm nhé. Em ăn quay luôn. Đây. Đây. Vô lăng đây. Cho chị thông cảm km này. Vô lăng còn mới tinh này. Rồi, đây cục cần số đây. Nói chị thấy ok không ạ? Sorento lên một cái màn hình Zitech. Xịn sò, cam hành trình đầy đủ cho anh chị luôn. Và đây là số km này. 16.140 5 km. Và bằng uy tín của mình thì em An khẳng định đây là một chiếc xe đi chuẩn km. Sai không chuẩn em An xin phép hoàn tiền 100% và gửi lời xin lỗi đến anh chị về sản phẩm mà em An bán ra. Nếu mà không chuẩn anh chị nhá. Tất cả xe em bán ra đều được bộ phận thu mua thẩm định rất là kỹ trước khi nhập vào và đưa ra một cái thông tin chính xác. Với một chiếc xe đi 16.000 bản full xăng 2015 này, giá mà em An đang mong muốn là 595 triệu đồng. Anh chị ăn 595 triệu đồng. Tiếp theo một chiếc Xpander số tự động 2021 cũng là một chiếc xe đi rất là ít km. Đấy. Thời điểm này em An đã rất là may mắn được mua được những sản phẩm cực kỳ là đi ít km. Lăn bánh chuẩn km là 7.000 km cho mẫu này. Xpander số tự động 2021 7.000 km. 7.000 km chủ xe đã lên sẵn cho chị những cái chi tiết này rồi. Và lên màn hình Android anh chị đúng 7.000 km chuẩn cho mẫu này. Xpander số tự động 2021. Chiếc xe này thì hiện tại đang được chào bán là 585 triệu đồng chị ạ. 585 triệu cho một chiếc xe đi có 7.000 km chuẩn thôi. 7.000 km tuyệt vời không ạ. Đó, ok. 7.000 km đã lên màn hình cam 360 sẵn cho chị rồi. 585 triệu đồng. Tiếp tục vào bên trong đây, em An đang còn xem còn mẫu nào thì em An giới thiệu cho chị luôn nhá. CX5 này cũng đang giảm giá này. Em An Lexus 570, nhà em An có 2 chiếc nhưng mà cũng gửi anh em rồi mang về đây bán. Nhưng mà những cái dòng này thì nó không dành cho số đông. Và thời điểm này thì đúng là khoai thật.
Những mẫu này nhà em ăn cũng đang lỗ như đâu đó mấy trăm rồi mà chưa bán được chị cả. Lấy sơn 570 đẹp lắm. Rõ ràng nhưng mà cái tầm tiền thì nó lại là một cái thực sự hiện tại đang thời điểm rất là khó khăn với cái tầm tiền như thế này. Đó. Dưới đây thì em ăn mới về một chiếc Santa Fe xăng tiêu chuẩn 21 đấy chị ạ. Xăng tiêu chuẩn 21 em này thì giá nó sẽ dao động đâu đó khoảng gần 1 tỷ đấy chị nhá. Em ăn chưa có một cái mức giá cụ thể nhưng mà em ăn sẽ tầm khoảng 97, 98, tầm 97. 2021 bản này là bản nào? Xăng tiêu chuẩn nhưng mà này là mẫu mới rồi. Có nút bấm nhá, số nút bấm nhá chị. Ghế nguyên bản này. Mới đi có 36.074 km thôi cho mẫu này. Santa Fe. 36.000. Nút bấm hết anh chị nhá. Và nhìn cái con ngựa của Santa Fe chị thấy sang không ạ? Cực kỳ là sang luôn, sang xịn mịn luôn. Và này bản tiêu chuẩn sẽ không có cửa sổ trời nhá anh chị nhá. Nó sàn đã lên rồi. Biển Sài Gòn luôn cho chị. Sẵn anh chị đi thôi. Anh chị ở Sài Gòn đi hôm nay quá tuyệt vời rồi. Thấy chị không quá quan tâm về option thì đi em xăng tiêu chuẩn này là ok rồi, đúng không ạ? Hơn 9 đồng rồi chị nhá. Là chị có em xe này rồi. I10 tự động này em ăn về em bán rồi. Archer 2021 đi có 17.000 đây. Màu xám, anh chị em màu xám. Và cái máy nó còn mới chát này. Chị thấy không ạ? Máy rất là mới nhá. 2021 17.000. Chiếc này hiện tại nhà man đang chào bán là 355 triệu. Anh chị mua man để chị 340 thôi. Rút gốc. Ghế da đã lên và bên trong vẫn còn nguyên ghế lỉ zin nhá chị ạ. Archer 17.000. Toàn xe đi ít km xe đẹp thôi. Em man sưu tầm về để phục vụ anh chị nhá. Đấy, nên là thực sự với chị rằng đến với em an thì luôn luôn có một cái giá tốt yêu thương cho chị khi mà mình lên xem xe trực tiếp, nhưng chắc chắn là nó sẽ không có giá rẻ bởi vì tiền nào thì của đó. Khi mà chị bỏ một số tiền ra chị mua một cái sản phẩm thì nhà em an đã báo giá vậy, thì trên thị trường nếu mà ta chênh lệch với nhà em an nhiều quá thì anh chị cũng phải lên xem xét lại chị em. Đấy, nên là khi mà chị mua qua cửa hàng anh chị được yên tâm về chất lượng và được cam kết bằng văn bản, và sau chế độ sau bán hàng với em an khi mà anh chị mua không phải là xong nữa, để em ăn có trách nhiệm sau bán hàng với chị được cái sản phẩm đó nữa. Nên là cái điều mà anh chị nên cân nhắc trước khi xuống tiền. Bởi vì khi chúng ta đã xuống tiền rồi thì bút xa gà chết rồi, chúng ta là người thiệt, người dùng sẽ là người thiệt. Đó. Người bán thì chắc chắn là không lầm, đúng không anh chị? Đấy là cái câu nói kinh điển rồi. 355 triệu có hỗ trợ góp để chị 340. Forerunner XLS số tự động 2020 màu đỏ, lăn bánh chuẩn 6 vạn. 6 vạn chuẩn anh chị ơi. Đấy, biển Sài Gòn. Về bán tại thì chúng ta kể cả về biển tỉnh anh chị về Sài Gòn thì cũng không mất tiền biển số 20 triệu đâu. Màu đỏ rất là nổi bật đúng không ạ? Có màn hình cam lùi rồi, ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết. Em này thì chủ cũ họ chưa lên lắp thùng nhá. Dàn lốp này là theo xe này, lốp 6 vạn, chưa sinh nhê gì. Bán tại thì cứ tầm 9 vạn anh chị may ra thay lốp luôn. Chủ xe gần như là không chở hàng nặng anh chị nhá. Nên là cái lòng thùng đẹp lắm, sạch sẽ, gần như ít chở. Em này như là tên công ty thì phải, em ăn nhớ không nhầm. Ghế lì zin nguyên bản nó sàn đã lên rồi. 6 vạn xịn đấy chị ạ, 6 vạn xịn full lịch sử hãng. Đấy. Chiếc này thì hiện tại nhà em ăn đang chào bán là 575 triệu. 575 triệu cho em Forerunner XLS số tự động 2020. Tự động một cầu nha chị ạ. Đó, chuẩn km. Đó, rất là đẹp luôn. Được chưa ạ? Forerunner, em này thì mới đăng kiểm lại, còn đến tháng 3 2024 chị mới phải đi đăng kiểm nhá. Tháng 3 2024. Và chiếc xe này là 575. Hôm nay thì sẽ là dọn xong này. Anh em đang dọn nội thất là xong. Và một chiếc i10 số sàn cho chị là mình mua về chạy kinh doanh dịch vụ. Đây là một chiếc xe 2020 nhưng mới chạy có 24.000 km chuẩn thôi. 24.000 thôi. Đấy. Và dàn lốp này là mới tinh theo xe chị. Xe này thì trước chủ xe khi mà mua mới thì có kinh doanh dịch vụ nhưng không chạy nhiều, thành ra là chiếc xe mới đi 24.000 thôi. Nên nó lý do vì sao mà nhà man vẫn thu mua những cái chiếc xe mặc dù là biển vàng nhưng mà đẹp và mới, đi ít km thì nhà man thu mua thôi. Đăng kiểm một đến tháng 4 2023, xe biển 83A nha, 83 Sóc Trăng. Đấy, ghế lì zin nguyên bản này, đúng 24.000 km, màn hình có rồi nhưng có cam lùi chị. Đây, cái ghế lì mà xe dịch vụ mà còn mới tinh như này là anh chị biết là đi rất là ít km đấy ạ. Đấy, vô lăng đây. 24.159 km và mang khẳng định đây là số km chuẩn thực tế của chiếc xe chị ạ, không tua. Đó. Lỗi thì chắc chắn là em ăn không bán xe lỗi đâu, đấy là uy tín. Đã, động cơ là 1.2. đấy, chị cứ tự tin xuống tiền thôi. Sai lỗi em ăn hoàn toàn chịu trách nhiệm và hỗ trợ check test cho chị luôn. Động cơ 1.2
tất cả dàn lốp theo xe em này như lên cảm biến áp suất lốp rồi sao ạ, cảm biến số lốp rồi. Mẫu này hiện tại nhà man đang chào bán là 299 triệu. Sedato bên kia thì em man nhận cọc lúc trưa đây rồi nhá, Sedato 17 em man nhận cọc lúc trưa rồi, cọc về Bến Cát Bình Dương. Vẻ mưa phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi chị nha. Y10 2020 số sàn bản tiêu chuẩn 299 triệu. Đấy, City này thì em ăn ra biển cho khách hàng về Đồng Tháp này, anh em mới bấm biển về. Đấy, Xpander kia thì anh em đang ngồi trong Xpander tự động 2020, em này 558 triệu nha, đi 20.000 km. Đấy, Root này là 599 triệu, màu đỏ, đi 36.000 chuẩn. Root em ăn có 2 chiếc. Đấy, chị ưng mẫu nào thì ủng hộ em ăn, đã lên ghế ra bậc lên xuống và bộ tem rồi được chưa ạ. Ok anh chị, em ăn vừa tranh thủ giờ trưa để giới thiệu rất là nhanh những mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương, cơ sở 1 nhà man, vào ngày hôm nay ngày 24 ngày 29 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em ăn, và anh chị quan tâm hãy lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để được em ăn hỗ trợ chị nhá, cũng như là để cho chị những cái chiếc xe với giá thành hợp lý nhất, ưu tiên nhất anh chị nhá. Rồi một nữa thì cảm ơn chị rất nhiều đã quan tâm theo dõi, xin hẹn lại chị. Xin chào.